Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân vào sáng 7 tháng 11, đại biểu Nguyễn Thị Phúc Đoàn Hưng Yên nêu, hiện nay việc tổ chức thi, xét nâng ngạch công chức, viên chức chưa rõ ràng, minh bạch và còn tồn tại nhiều bất cập về yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức vì muốn đủ thủ tục đã đăng ký lớp học ngoại ngữ, tin học với thời gian học rất ngắn nên chất lượng các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học không thực chất. Nhiều ngành nghề, lĩnh vực chưa thực sự cần đến các chứng chỉ này nên sau khi thi, học thì không sử dụng đến. Vì vậy, mục đích có chứng chỉ nhằm đủ điều kiện để thi xét, nâng ngạch gây tốn kém cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu Phúc nói. Đại biểu hỏi Bộ trưởng, vấn đề này có hay không? Nếu có thì làm thế nào khắc phục được tính hình thức này? Có nên bỏ quy định phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi thi, xét nâng ngạch công chức, viên chức hay không? Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho hay, ông thấy rất phiền hà về việc văn bằng chứng chỉ và không phải chỉ thi nâng ngạch hoặc xét nâng hạng viên chức mà quy trình bổ nhiệm cũng cần 7 bằng cấp, tiêu chuẩn, điều kiện. Nhiều quá! Cái này không phải Bộ Nội vụ tự đặt, Bộ trưởng nói và cho hay, từ năm 1993 đã quy định. Từ năm 1993 đến giờ, tôi nghĩ là 20 mấy năm rồi thì phải sửa. Bộ Nội vụ xin nhận khuyết điểm này, một quyết định để hơn 20 năm không sửa, để cho thủ tục rườm rà, ông Tân cam kết với Quốc hội, năm 2020, sau khi luật cán bộ, công chức sửa đổi được thông qua, ban hành, Bộ sẽ sửa ngay. Cũng theo ông Tân, Bộ sẽ thực hiện quy trình bổ nhiệm thăng hạng, xét nâng ngạch công chức theo đúng quy định của đảng không thêm bất cứ một hồ sơ, thủ tục nào. Còn vấn đề kiểm soát, ông Tân cho rằng, có nhiều cách như tin học, ngoại ngữ phải thi trên máy tính, bài sát hạch bằng tiếng Anh không cần phải bất cứ văn bản nào nữa. Thủ tục hành chính quá nhiều. Chúng ta làm cái hậu kiểm là chính chứ không bắt buộc phải cung cấp cái này, cung cấp cái kia, điều kiện đòi hỏi phải có bằng cấp nhưng thi bắt đầu phải làm lại, bây giờ phải thực chất, ông nói. Tư lệnh ngành nội vụ nói thêm, tiêu chuẩn văn bằng ngoại ngữ là phù hợp với từng vị trí việc làm. Như vậy ở từng vị trí, văn bằng, bằng cấp khác nhau. Chúng tôi kiến nghị từ cấp vụ trở lên phải đạt trình độ ngoại ngữ đủ tiêu chuẩn, điều kiện quốc tế. Anh đi hội thảo quốc tế nhiều, anh tổ chức các hội nghị nghe tiếng Anh mà vẫn phải dẫn theo phiên dịch, ông Tân nói. Ông nhấn mạnh, sau khi luật cán bộ, công chức ban hành nhất định sẽ sửa đổi để tin học, tiếng Anh không còn là gánh nặng đối với cán bộ, công chức nữa mà đi vào thực chất là có đạt được trình độ đó hay không để áp dụng trong công việc chuyên môn của mình.